Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 173. Chương 1721, nhân viên công tác mất tích 4. Đêm nay chuyện gì cũng chưa xảy ra, tôi rất may mắn. Ngày mai không cần trực, có thể ở trong ký túc xá nghỉ ngơi cả ngày. Đêm qua, tôi nghe được ngoài cửa sổ có người đang gõ thủy tinh, tôi không dám nhìn về phía đó, dựa theo quy củ của sổ tay nhân viên, nằm ở trên giường làm bộ ngủ, không dám nhúc nhích. Nhưng tôi nghe thấy Lý Ngang cách vách nhỏ giọng nói với tôi, cái bóng ngoài cửa sổ cao 2 mét là quái vật. Tôi không dám trả lời hắn. Sáng nay tỉnh lại, Lý Ngang không thấy nữa. Quản lý viên nói, loại chuyện này thường xuyên xảy ra, đây là kết cục của người không tuân thủ quy tắc. Đêm nay tuần tra, tất cả thuận lợi, chưa gặp được ngoài ý muốn. Đêm qua, tôi lại nghe gặp thấy tiếng gõ thủy tinh. Sáng nay, trong phòng ngủ lại có một người mất tích. Lại có người mất tích. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi. Lại có người mất tích. Toàn bộ phòng ngủ chỉ còn một mình tôi. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi. Phòng ngủ khác cũng đã xuất hiện mất tích. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi. Tối hôm qua lại có người mất tích. Từ sau khi Lý Ngang mất tích, đồng nghiệp trong tòa nhà ký túc xá liền bắt đầu liên tiếp mất tích. Mọi người nói, buổi tối mỗi ngày đều có quái vật ở ngoài cửa sổ gõ cửa thủy tinh, nhưng nó không gõ cửa thủy tinh phòng ngủ tôi nữa. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, tối hôm qua lại có người mất tích. Trương Nguyên Thanh lật xem từng trang, đây là một quyển bút ký kỳ quái, bên trên nhắc tới tuần tra cùng nhân viên mất tích, nhưng chưa từng lắm lời bao nhiêu, ít ỏi sơ lược. Nguyên nhân sự việc là, sau sự kiện lần nào đó gõ cửa thủy tinh, Lý Ngang cùng phòng ngủ với Vương Minh Minh mất tích. Sau đó liền giống như mở ra hộp ma Pandora, nhân viên công tác trong tòa nhà ký túc xá liên tiếp mất tích. Quyển bút ký này đơn giản phục nguyên lại tình huống của tòa nhà ký túc xá bỏ hoang. Trong giấy ghi chú nhắc tới tên kia chính là Lý Ngang. Ngân Giao quận chúa thừa dịp cung chủ nhíu mày suy tư, vụng trộm ghé qua liếc nhìn một cái. Trương Nguyên Thanh vừa muốn nói chuyện, liền nghe chỉ sát cung chủ hít thở gấp rút, thấp giọng nói, không đúng. Tên kia là chỉ Vương Minh Minh, không phải Lý Ngang. Con ngươi Trương Nguyên Thanh hơi co lại. Vì sao? Ngân Giao quận chúa thốt ra, hỏi xong, đại khái là biết cô gái không nói quy củ này sẽ không trả lời mình. Cô tự giác xoay cái loa nhỏ về hướng Trương Nguyên Thanh, nói, vì sao? Mất tích rõ ràng là Lý Ngang. Cô vừa xem xong nội dung bút ký, còn chưa kịp suy nghĩ. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trở nên khó coi, cô nhìn kỹ tình huống tuần tra của Vương Minh Minh. Tình huống tuần tra. Ngân Giao quận chúa nhìn quét bút ký vài lần, giọng điệu bỗng nhiên ngưng trọng, thuận lợi, mỗi ngày đều thuận lợi. Đúng, mỗi ngày đều thuận lợi, nhưng đây là điều không có khả năng. Nếu mỗi ngày đều thuận lợi, vì sao trong sổ tay còn có thể có nhiều quy tắc như vậy, nhiều hạng mục công việc chú ý như vậy? Trương Nguyên Thanh mặt âm trầm, chỉ có một loại giải thích, Vương Minh Minh đã xảy ra vấn đề, nhưng chính hắn chưa ý thức được. Có lẽ, buổi tối hôm đó mất tích căn bản không phải Lý Ngang, mà là Vương Minh Minh. Ngân Giao quận chúa tuy là âm thi, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy có chút khủng bố. Chỉ sát cung chủ bỗng nhiên nói, còn có một loại khả năng, Vương Minh Minh không phải gặp chuyện ở lúc quái vật gõ cửa sổ, mà là sớm hơn nữa, ở thời điểm hắn lần đầu tiên tuần tra đã xảy ra chuyện. Nhưng hắn chưa ý thức được mình đã xảy ra vấn đề, cho nên trở về ký túc xá. Quái vật gõ cửa kia trên bút ký chính là bản thân Vương Minh Minh. Là hắn hại chết một rồi lại một đồng nghiệp, cái này cũng phù hợp tin tức giấy ghi chú lưu lại. Ngân Giao, quận chúa giơ cái loa nhỏ nói, vậy gian phòng này vì sao khóa? Trương Nguyên Thanh biến sắc, Vương Minh Minh phải về ký túc xá, mỗi đêm đều phải về ký túc xá, nhân viên công tác muốn ngăn cản loại hành vi này, cho nên khóa lại cửa phòng ngủ của hắn. Vương Minh Minh không thể quay về phòng ngủ, liền trở về phòng ngủ của nhân viên khác, cho nên mỗi ngày có người chết. Đúng lúc này, trong hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cứng ngắc. Tiếng bước chân rất cứng ngắc, không có loại nhẹ nhàng kia của người sống, giống như đầu gối cứng ngắc đi đường. Ở lúc đám người Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng bước chân, nó đã tiếp cận cửa. Rất đột ngột, chủ nhân của bước chân tựa như căn bản không muốn cho người trong phòng thời gian phản ứng. Vương Minh Minh đã trở lại. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, adrenaline tăng vọt, bản năng mở ra ô vật phẩm, chuẩn bị lấy ra đạo cụ chiến đấu.
Nhưng trong tích tắc, hắn lại thay đổi chủ ý, hạ giọng, phát ra nhắc nhở ngắn ngủi, lên giường. Nhanh chóng lao về phía cái giường bên trái, đồng thời thao túng hoa hồng máu vô thanh vô tức nhảy lên giường bên trên, nằm thẳng tắp. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1722, Kiếm của Phó Thiếu Gia 1. Ngân Giao quận chúa cùng cung chủ đồng thời hành động, người trước lựa chọn giường dưới phía bên phải, mà người sau lựa chọn giường của Trương Nguyên Thanh. Một làn váy đỏ nhẹ nhàng chui vào trong lòng của Trương Nguyên Thanh, dùng sức chui vào trong lòng hắn. Đôi chân ngọc lấp lánh kia dưới làn váy nghịch ngợm móc lấy chân hắn. Từng làn hương thơm lao vào xoang mũi, không phân biệt được là mùi dầu gội đầu hay là mùi thơm của cơ thể phụ nữ trẻ tuổi. Thế này cũng quá biết dụ dỗ rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh vừa bất đắc dĩ nghĩ, vừa hít thở chậm lại, làm bộ mình đang ngủ. Sổ tay nhân viên điều. Thứ 13 quy định, buổi tối ở ký túc xá nghe được động tĩnh khác thường, mời nằm ở trên giường, làm bộ ngủ, không cần để ý tới. Tuyệt đối đừng rời khỏi giường. Ở trong đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao này, Trương Nguyên Thanh cho rằng tuân thủ quy tắc so với chiến đấu càng an toàn hơn. Bọn họ lợi hại nữa, có thể mạnh hơn so với một món đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Tiếng bước chân vào nhà, thùng, 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 tiếng bước chân cứng ngắc mà nặng nề, đi qua cửa, tiến vào phòng. Trương Nguyên Thanh nhắm chặt mắt, nhìn không thấy chủ nhân bước chân, lại càng không dám mượn dùng góc nhìn của Linh Phó thăm dò. Nhìn từ tiếng bước chân phản hồi, hắn có thể tưởng tượng ra chiều cao, thể trọng cùng với tư thế đi đường của người ta. Đối phương chiều cao vượt qua 2m, thể trọng 200kg trở lên, tiếng bước chân nặng nề không giống như một người sống, như là một thi thể lạnh lùng cứng ngắc. Sau khi tiến vào phòng, tiếng bước chân chưa dừng lại mà là bồi hồi ở trong phòng. Thùng thùng thùng, nó bồi hồi ở giữa giường. Nó biết trên giường có người, nó có thể nhìn thấy chúng ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có phán đoán, thầm nghĩ. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở bên giường mình. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một mùi ẩm ướt hôi thối, tựa như con chuột thối giữa trong cống thoát nước. Không cần nhìn cũng biết, vật kia đang nhìn hắn, hơn nữa cách rất gần. Trương Nguyên Thanh hít thở chậm lại, không nhúc nhích. Đại khái 3-5 phút sau, mùi hôi thối đi xa, tiếng bước chân thùng thùng vang lên lần nữa, đi về phía cửa phòng. Tiếng bước chân nặng nề cứng ngắc đi ra khỏi cửa phòng, tiếp đó vang lên ở hành lang, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bốn người trên giường đều rất xảo quyệt, vẫn chưa dậy, đợi rất lâu sau đó, chỉ sát cung chủ vịn lên ngực Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, nhìn xung quanh, nói, nó đi rồi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới mở mắt ra. Đầu tiên là nhìn quanh một phen, nhìn cửa một lần, lại quan sát cửa sổ, xác nhận không có quái vật đáng sợ, rốt cuộc như chút được gánh nặng, thành công tránh đi một nguy cơ. Ngoài sự thoải mái, đáy lòng hắn nổi lên cảm giác kích thích lâu rồi không có, loại kinh hoàng, sợ hãi đó lúc ở đường hầm xà linh lại đã trở lại. Mau rời khỏi đi, nó có lẽ còn có thể trở về, chúng ta đã lấy được một bộ phận quy tắc, nên làm việc chính rồi, thời gian không nhiều nữa. Trương Nguyên Thanh chưa quên mục đích đêm nay tới đây. Lúc này, hắn mới phát hiện quận chúa nằm ở trên giường chưa dậy. Cô là tính ở đây ngủ tới khi trời sáng sao? Trương Nguyên Thanh tức giận nói. Ngân Giao quận chúa không nhanh không chậm mở mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giơ lên cái loa nhỏ, ổn một chiêu, nhỡ đâu nó giết cái hồi mã thương thì sao? Cho nên để hai bọn tôi làm vật hy sinh. Quận chúa thật ra rất cẩu nha, vừa cẩu vừa nhát gan. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật một cái, từ ngữ hiện đại học không tệ. Cô nếu không ổn hai chiêu, ngủ ở đây đi, chờ chúng tôi xử lý xong, về tìm cô. Ngân Giao quận chúa làm bộ chưa nghe thấy hắn chào phúng, yên lặng đứng dậy, sắm vai một âm thi không não. Ba người một thi nhảy khỏi tầng lầu, dọc theo đường mòn mọc đầy bụi cây, cỏ dại cùng cây cối, nhanh chóng đi xa. Ánh trăng sáng trong phòng tối đen, vắng vẻ không tiếng động, quyển bút ký vứt ở trên mặt đất kia quỷ dị tự động lật trang giấy trống xuất hiện một hàng chữ. Đêm nay tuần tra rất thuận lợi, ta rất vui vẻ, bởi vì trong tòa nhà ký túc xá có 4 nhân viên mới đến, 2 người không có nhịp tim, 2 người có nhịp tim. Rất lâu rồi chưa có nhân viên mới, ta rất tịch mịch, ta sẽ một mực đi theo bọn họ. Nhóc mập chưa bao giờ thấy chiến đấu cấp chúa tể, hơn nữa là chúa tể đại hỗn chiến.
mặt trời màu vàng dâng lên, một rồi lại một cái, sau đó bị dập tắt, lại dâng lên, lặp đi lặp lại. Con đường sụp đổ ra từng vết nứt, nhà cao tầng ở trong vết nứt lung lay sắp đổ, người khổng lồ đá cao 6 mét từ trong vết nứt bò ra, đập nát một rồi lại một âm thi. Rễ cây trắng kiện phá đất mọc lên, xúc tu như trải ra đầy trời, nghiền nát từng người khổng lồ đá. Người thần bí mặc áo bào đen, đứng ở trên nhà cao tầng nơi xa, giơ cao một thanh trường kiếm than đen mài rũa, sáng bóng, giống như thống soái vạn quân, chỉ huy đại quân âm vật cuồn cuộn không ngừng xung phong. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1723, Kiếm của Phó Thiếu Gia 2. Trong lúc đó còn có bốn thanh phi kiếm tung hoành bay múa, gào thét như điện, cùng với thỉnh thoảng phát ra tiếng rít quái dị chói tai, xé rách tinh thần. Phó Thanh Dương toàn thân áo trắng, khoác áo choàng hoa mỹ, ngạo nghễ mà đứng, vô số âm thi nối đuôi nhau lao tới, nhưng chưa thể tới gần hắn phạm vi 10 mét. Ở ngoài 10 mét, thi thể chất đống một tầng lại một tầng, trong vòng 10 mét lại sạch sẽ. Thân thể Hồng Anh trưởng lão nở rộ hào quang vàng óng, hai tay kết ấn, từng vầng mặt trời thu nhỏ từ trên đỉnh đầu cô dâng lên, hào quang vàng óng chiếu khắp, tà ma âm vật nhanh chóng đạt được tịnh hóa. Chúa tể hai bên cách không gian đấu pháp, kỹ năng hoa cả mắt ùn ùn không dứt. Toàn bộ hành trình không có cận chiến, kỹ năng đấu nhau. Trường hợp càng giống thần tiên đấu pháp hơn, cận chiến vật lộn tựa như thành kỹ thuật của thất phu, không lên đường mặt bàn. Bên đường, ở cửa một tiệm trà sữa, nhóc mập ngồi khoanh chân dưới đất, vừa run sợ, vừa xem cuộc chiến. Ở bên cạnh hắn là Âm Cơ, Hạ Thụ, Hoa Ngữ, Cao Sơn Lưu Thủy. Tổng cộng 6 thánh giả, 7 người ngồi xếp bằng, làm thành một vòng, trung ương là một pho tượng thổ địa công bằng đất to cỡ bàn tay. Đạo cụ này hữu dụng không? Có thể ngăn được công kích cấp chúa tể sao? Nếu chúng ta bị chúa tể nhằm vào làm sao bây giờ? Nhóc mập sắc mặt trắng bệch, líu cả lưỡi. Thánh giả Quan Phương trầm mặc không nói, cùng không để ý tới kẻ nghề nghiệp tà ác này. Nói, tôi tiến vào thì thôi, dù sao cũng là mồi câu, mấy người vì sao cũng nghĩ không thông như vậy, chiến đấu cấp chúa tể là chúng ta không tiêu tiền đã có thể tham dự. Thấy vẫn không có ai đáp lại, Âm Cơ mềm lòng nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, yên tâm, đạo cụ này có thể ngăn được chúa tể công kích. Ít nhất có thể ngăn 3 lần, mà cái này cũng đủ các trưởng lão cứu viện. Chúng tôi là tới đối phó Thuần Dương trưởng giáo, nhưng hắn tựa như không có đây. Cũng có thể trốn đi rồi, tìm cơ hội ra tay đối với chúng ta. Tiếng Hạ Thụ chi luyến như khối băng va chạm. Đừng kẻ địch chưa dẫn ra, chúng ta bị chúa tể xử lý trước. Nhóc mập thầm nhủ. Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, có người cùng nhau run rẩy với hắn, chính hợp tâm ý hắn. Hắn cần nhất, thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, cho nên mới cần lão đại. Xem bọn họ đánh đi, tựa như trong thời gian ngắn cũng không phân ra thắng bại được. Nhóc mập không có cảm giác an toàn tìm kiếm đề tài. Hoa Ngữ nhíu lại lông mày tinh xảo, không kiên nhẫn nói, ngươi nói lời thừa nhiều quá, nếu không phải hư vô giáo phái cùng Quan Phương ước pháp tam trương, lão nương bây giờ đã tiễn ngươi trở về linh cảnh. Nghề nghiệp hợp pháp đối với nghề nghiệp tà ác chưa bao giờ hòa nhã, cho dù tên mập này nhìn qua coi như ôn hòa. Rõ ràng là lo lắng chọc giận trưởng lão nam phái, cho nên không dám giết tôi. Nhóc mập sửa đúng nói. Lúc này, Âm Cơ nhíu nhíu mày, nói, mấy người cẩn thận quan sát một phen, trưởng lão nam phái bao lâu chưa thi triển. Tinh thần đả kích rồi, 2 phút rồi. Khuôn mặt mũm mĩm của nhóc mập chợt ngưng trọng, có 2 phút rồi, trước đó cách mỗi 10 giây sẽ phát động một lần tinh thần đả kích. Trong lòng đám người Hạ Thụ chi luyến dùng mình. Lương thần chọn chủ mà thí còn sống, khả năng trưởng lão nam phái phản bội không lớn. Chân tướng duy nhất là hai vị trưởng lão nam phái đã bị tập kích. Trước mắt, ám dạ Mân Côi xuất động 2 vị trưởng lão, đại hộ pháp thao túng đại quân âm vật, cùng với Xuân Thần, tên nghề nghiệp mộc yêu cấp chúa tể. Bằng vào 2 vị chúa tể, sao có khả năng là đối thủ của Quan Phương cùng nam phái? Ám dạ Mân Côi nếu muốn lấy đen ăn đen, khẳng định đã triệu tập đủ nhân thủ, cho nên trưởng lão nam phái rất có thể bị chúa tể quân địch ẩn núp trong bóng tối dây dưa rồi. Lấy đặc tính qua lại vô tung của tâm ma, nếu không thể ngay lập tức thoát khỏi kẻ địch, nói rõ đối phương cực kỳ khó chơi. Rằng co lâu như vậy,
ám dạ Mân Côi bắt đầu phản kích. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên trong lòng các thánh giả, liền thấy Phó Thanh Dương bỗng nhiên giơ ngang Ngọc Long kiếm trong tay, làm ra tư thế đón đỡ. Phành! Tiếng vang sắc bén chói tai, tia lửa văng khắp nơi. Phó Thanh Dương chợt trượt lui, giày da thủ công đắt đỏ dẹt một tiếng nứt toác, âu phục trắng mới tinh ở trong khí kình xé ra từng vết nứt. Một bóng người khôi ngô cao lớn hiển hóa ở vị trí Phó Thanh Dương vừa rồi đứng thẳng. Người này cao 1m9, 8 cánh tay, cả người răng kín phù văn vặn vẹo quái dị, cơ bắp như sắt thép đúc. Không có một chút mỡ thừa, vận động viên thể hình thành công nhất trên đời ở trước mặt hắn cũng phải tự biết xấu hổ. 8 cánh tay phân biệt nắm đao thương song kiếm kích vòng côn thừng. Hắn có cái đầu chọc bóng loáng, ngũ quan thô giáp cương nghị, vành tai, cánh mũi, môi đeo vòng bạc. Ngân Nguyệt Thiên Vương. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1724, kiếm của Phó Thiếu Gia Ba. Không chỉ các thánh giả, Hồng Anh cùng Cao Phong hai vị trưởng lão cũng hơi biến sắc. Ngân Nguyệt Thiên Vương tuy là mới vào giai đoạn chúa tể, nhưng hắn là quái thai từng được Tu La chúc phúc. Sớm từ lúc thánh giả đỉnh phong, đã có thể qua một hai chiêu với chúa tể, hơn nữa là nghề nghiệp đỉnh phong. Nhân vật như vậy không thể coi như chúa tể giai đoạn sơ kỳ để đối đãi. Ai cũng không biết, hắn bây giờ cường đại bao nhiêu. Sau khi đánh lui Phó Thanh Dương, thân là nghề nghiệp cận chiến, Ngân Nguyệt Thiên Vương lập tức áp sát đánh nhanh, 8 món vũ khí từ 4 phương 8 hướng đánh tới, mau như sấm sét, nhanh như tàn ảnh. Phó Thanh Dương cho dù có thuật quan sát, nhưng chung quy chỉ có một thanh kiếm, rất nhanh trên người đã bị thương, xuất hiện từng vết thương máu thịt mơ hồ. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, vừa vung kiếm đón đỡ, vừa không nhanh không chậm lui về phía sau, đồng thời triệu hồi ra 4 thanh phi kiếm, từ phía sau, bên cạnh công kích Ngân Nguyệt Thiên Vương. Trong lúc nhất thời, phi kiếm di chuyển vòng quanh tráng hán 8 cánh tay, mỗi lần thử tập kích, đều bị dễ dàng gạt bay, bắn ra tia lửa. Ngân Nguyệt Thiên Vương vừa đánh nhanh, vừa điên cuồng cười nói, ồ, Phó Thanh Dương, ngươi sao yếu đi rồi? Ồ, ta quên mất, yển sư đối với cận chiến không tăng thêm nhiều. Kỹ gần như đạo của ngươi đâu, mau dùng ra, xem ta chống đỡ được hay không. Vẻ mặt hắn bởi vì hiếu chiến cùng hưng phấn mà vặn vẹo, điên cuồng cười không ngừng. Phẫn nộ thật ra cũng không phải thuộc tính tinh thần của Ngân Nguyệt Thiên Vương, hiếu chiến mới đúng. Hồng Anh trưởng lão cùng Cao Phong trưởng lão lúc này ra tay, viện trợ Phó Thanh Dương. Tham báo ở giai đoạn thánh giả là nghề nghiệp cận chiến đỉnh cao nhất, nhưng đến giai đoạn chúa, tể, liền hướng về phương hướng thống soái lĩnh quân phát triển. Mà yêu mê hoặc giai đoạn chúa tể, gọi là viễn cổ chiến thần, tiếp tục thâm canh năng lực chiến đấu. Luận đơn đấu mà nói, yển sư không có khả năng là đối thủ của viễn cổ chiến thần. Mặt khác, kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương tuy là quy tắc, nhưng quy tắc là tất chúng mà không phải tất sát. Đến giai đoạn chúa tể, rất khó giống lúc thánh giả một chiêu quyết định, không thể cản trở. Một bên khác, đại hộ pháp quấn áo bào đen, cầm trong tay kiếm than xuôi gió bay tới, phía sau là sóng gió âm khí như sóng thần. Hắn nên ra tay rồi, không cần hỗ trợ. Thanh âm lạnh nhạt của Phó Thanh Dương ngăn lại hai vị trưởng lão chuẩn bị chi viện. Tuy hắn liên tiếp bại lui, tuy năng lực cận chiến hắn lấy làm kiêu ngạo bị viễn cổ chiến thần gắt gao áp chế, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh như cũ. Người đàn ông này tựa như vĩnh viễn không có cảm xúc lên xuống kịch liệt, trừ lúc giận dữ mắng Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phòng phải gõ cửa. Một khắc nào đó, Phó Thanh Dương chém thẳng một chiêu đánh lui Ngân Nguyệt Thiên Vương. Bịch bịch bịch. Tráng hán 8 cánh tay lảo đảo lui về phía sau, đôi tay kia đón đỡ đòn chém nứt toác hổ khẩu. Hắn ngẩn người, Phó Thanh Dương nhìn như một kiếm tùy tay, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khiến hắn cũng không thể ngăn cản. Xẹt! Sau khi đánh lui Ngân Nguyệt Thiên Vương, Phó Thanh Dương cắm Ngọc Long kiếm xuống mặt đất, dựng ở trước người. Tiếp theo, hắn nâng tay hướng trong hư không chộp một cái, chỉ nghe tiếng vang lớn rầm, một cái hộp đồng xanh cao bằng nửa người nặng trịch rơi xuống. Nắp hộp đồng xanh có khắc bạch hổ thần uy lẫm liệt, 4 mặt hộp điêu khắc chu yếm, nhai tí các loại hung thú. Phó Thanh Dương một cước đá văng nắp hộp, kèm một tiếng, nắp hộp mở ra, từng bóng đen từ trong hộp đồng xanh nhảy ra, chúng nó do đồng xanh đúc, cao 1m6, cầm. Trong tay kiếm đồng xanh thời đại chiến quốc, ngũ quan hung ác lại thống nhất,
ước chừng 100 con. Phó Thanh Dương vươn hai tay, lòng bàn tay hướng xuống, 10 ngón tay linh hoạt run rẩy, tựa như bậc thầy múa rối tài nghệ thành thạo. 100 tượng binh sĩ đồng xanh đồng loạt quay đầu, ánh mắt hung ác trống rỗng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Thiên Vương. Hộp thu nạp bình ngẫu. Ngân Nguyệt Thiên Vương nhếch miệng nở nụ cười, cơ bắp hai bên vai nhô lên, vỡ ra, chui ra hai cái đầu máu tươi đầm đìa. Hai cái đầu giống Ngân Nguyệt Thiên Vương như đúc oai phong ngông cuồng nói, lại có thể nào làm khó dễ được ta. Viễn cổ chiến thần ba đầu tám tay, không sợ nhất chính là quần chiến. Kết cục cuối cùng của những tượng binh sĩ đồng xanh này, tất nhiên là bị hắn băm nát từng cái. Ngươi không phải muốn thể nghiệm một phen đòn chém của ta sao? Phó Thanh Dương mở miệng, áo choàng phía sau vang lên soạt một tiếng, phần phật phất phới. Hắn đã mở ra công năng tăng phúc của áo choàng kiếm sư cung đình. 100 bức tượng binh sĩ đồng xanh như bị rót vào sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, chúng nó chậm rãi giơ lên kiếm đồng xanh. Trong nháy mắt này, cảm giác nguy cơ thật lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, đè sập Ngân Nguyệt Thiên Vương. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1725, kiếm của Phó Thiếu Gia 4. Ở trong cảm giác của hắn, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa quy tắc không thể tránh né, mỗi một thanh kiếm tràn đầy kiếm khí phân kim đoạn ngọc. Kiếm khí đáng sợ, thậm chí làm đau đớn hai vị trưởng lão cùng các thánh giả. 100 thanh kiếm kỹ gần như đạo. Hắn có lẽ có thể chống đỡ một lần kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương, nhưng hắn có thể chống đỡ 100 lần sao? Cảm giác nguy cơ thật lớn nổ tung ở trong lòng Ngân Nguyệt Thiên Vương. Mỗi một sợi dây thần kinh, mỗi một tế bào của hắn đều đang điên cuồng rít gào, bảo hắn mau chạy trốn. Nhưng hắn chạy không thoát. Hắn bị 100 thanh kiếm kỹ gần như đạo tập trung. Vừa rồi chưa hoàn thủ, là muốn xem ngươi sau khi tấn thăng chúa tể, thực lực đã đạt tới trình độ nào. Phó Thanh Dương một bộ giọng điệu đánh giá tiểu bối, các phương diện đều kém chút, lần sau cố gắng cho tốt. Hai tay nhẹ nhàng ép một cái, chém. Ngay sau đó, 100 thanh kiếm đồng xanh, đồng thời hạ xuống. 100 đạo kiếm khí bao phủ Ngân Nguyệt Thiên Vương. Rắc rắc. Vị Thiên Vương mới tấn thăng này phân thân ngay tại chỗ, khối thịt, nội tạng tàn phá rơi xuống đất, bắn tung tóe đầy đất một màu đỏ thê lương. Phó Thanh Dương nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn thịt nát đầy đất, thản nhiên nói, ta còn chưa dùng sức, ngươi đã ngã xuống. Hồng Anh trưởng lão cùng Cao Phong trưởng lão ngây ra tại chỗ. Đại hộ pháp cưỡi gió mà tới, làm một cú phanh gấp ở không trung. Các thánh giả ngồi xếp bằng ở tại chỗ, ai cũng ngây ra như phỗng, mất hồn mất vía. Khung cảnh tràn ngập yên tĩnh, vườn bách thú. Trương Nguyên Thanh dẫn theo cung chủ cùng quận chúa, một lần nữa về tới đầu lối rẽ. Lúc này, khối bùn phân tán trên mặt đất đã tiếp cận khô cạn, từ khi tiến vào vườn bách thú đến bây giờ, nhắm chừng 20 phút rồi. Cầu trưởng lão cho dù chưa tới thành phố Nhục Tống, cũng không kém là bao nếu hắn chưa phản ứng lại. Phát hiện đây là kế điệu hổ ly sơn, cùng lập tức quay về, như vậy Trương Nguyên Thanh cũng chỉ có thời gian 20 phút. Huống chi còn có một nữ nguyên soái có thể trở về bất cứ lúc nào. Thiên Vương sợ hãi không cầm chân được nguyên soái bao lâu, dựa theo cách nói của cuồng nhân tự do, công kích vật lý của nữ nguyên soái ở trong cường giả cấp bán thần cũng là cầm cờ đi trước. Chiến đấu với nguyên soái dựa vào là thanh máu hùng hậu, cứng rắn chống đỡ. Trương Nguyên Thanh có chút vội, tốc độ nói rất nhanh nói, tôi từng quan sát quy mô vườn động, khu vực trung tâm sẽ không quá lớn, muốn tìm được cây long não kia nhốt ma nhãn sẽ không quá khó khăn. Nhưng tuyến đường nhiều, Ngân Giao quận chúa nắm cái loa nhỏ, tuyến đường khác nhau, gặp được nguy hiểm cũng khác nhau, hy vọng tuyến đường cây long não đi là các quy tắc kia chúng ta từng thấy ở trong sổ tay nhân viên. Nào có may mắn như vậy, Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, hắn nhớ tới vòng cổ may mắn trong ô vật phẩm, loại địa phương dựa vào đánh cuộc, dựa vào vận khí này, vòng cổ may mắn có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra vòng cổ đeo lên, nói, đây là thứ tốt, có thể khiến nữ thần may mắn yêu tôi. Vậy chị liền làm thịt cô ta, cung chủ nói. Phi phi phi, trẻ con không biết nói chuyện, trẻ con không biết nói chuyện. Trương Nguyên Thanh gắt. Hai người hai thi dọc theo đường xi măng rộng rãi, sải bước đi nhanh, một đường truy tìm dấu vết bùn đất vỡ vụn, không bao lâu,
một cái cột mốc đường xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Vườn hoa tơ hồng vàng sổ tay nhân viên điều thứ 6 nháy mắt hiện lên ở trong đầu bọn họ. Lúc đi qua vườn hoa tơ hồng vàng, cố gắng nhanh chóng thông qua, nhìn thấy có người kêu gọi, tuyệt đối đừng quay đầu. Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói, vòng cổ có hiệu lực rồi. Nguy cơ trong vườn bách thú, phân tán ở trong 9 con đường, tuyến đường đơn nhất nguy hiểm sẽ không quá nhiều, có lẽ xuyên qua vườn hoa tơ hồng vàng, liền có thể gặp được ma nhãn rồi. Không cần trao đổi, hai người hai thi bắt đầu chạy vội. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. Ánh trăng mông lung, phía trước xuất hiện một vườn hoa, giữa màu xanh biếc, trang trí đóa hoa dạng tơ màu trắng, khẽ phập phồng ở trong gió đêm. Không thể nhìn, hắn yên lặng thu hồi, ánh mắt cũng đẩy nhanh bước chân chạy. Trong sổ tay nhân viên viết rõ nhanh chóng thông qua cùng không thể quay đầu, hắn lo lắng nhìn thêm vài lần, sẽ kích hoạt chuyện đáng sợ nào đó. Vườn hoa tơ hồng vàng diện tích không lớn, đường kính đại khái cũng chỉ 200 mét, đối với bọn họ mà nói, khoảng cách này nhắm mắt cũng có thể qua. Nhưng đúng lúc này, xung quanh đột nhiên dâng lên sương mù. Sương mù dày đặc không biết từ đâu mà đến, nháy mắt trắng xóa một mảng, mỏng như áo lụa, nhẹ như bụi bặm. Con đường phía trước không thấy nữa. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1726, chuồng khỉ có thể ném phân 1. Sổ tay nhân viên điều thứ 5, nếu gặp sương mù dày đặc, mời dừng lại ở tại chỗ, đừng động đậy, đừng nói chuyện, chờ đợi sương mù dày đặc tan đi. Trương Nguyên Thanh chợt dừng bước, tâm tình chìm vào đáy vực. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn không ngờ được, vườn hoa tơ hồng vàng cần nhanh chóng thông qua cùng sương mù dày đặc không thể hành động, vậy mà lại kích hoạt cùng lúc. Nữ thần may mắn giống như nghe được chỉ sát cung chủ uy hiếp, âm thầm trả thù. Không có bất cứ sự do dự gì, hắn mở ra ô vật phẩm, hai tay đeo bao tay màu xanh thẳm. Ô ô! Cuồng phong lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán đi bốn phương tám hướng, sương mù dày đặc theo dòng không khí, cuồn cuộn dâng trào. Gió mạnh có thể ép cong thân cây thổi hồi lâu, thổi đi từng mảng lớn sương mù dày đặc, nhưng chung quy sẽ có nhiều sương mù dày đặc hơn bổ khuyết lại, giống như vĩnh viễn cũng thổi không hết. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bao tay tật phong giả chuyên môn khắc chế sương mù dày đặc mất đi hiệu lực, đây là chuyện chưa bao giờ gặp, nói rõ sương mù dày đặc phẩm chất rất cao, vượt qua cực hạn của đạo cụ, phẩm chất thánh giả. Đáng chết, trong sương mù dày đặc không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích, nhưng làm khúc gỗ, nguy hiểm của vườn hoa tơ hồng vàng tất nhiên tiến đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẩn trương, theo cuồng phong dừng lại, sương mù khôi phục bình tĩnh, như dòng chảy nhỏ yên tĩnh chảy xuôi, như dòng cát chậm rãi tung bay. Xung quanh là một mảng yên tĩnh, tầm nhìn không đủ một mét, Trương Nguyên Thanh không nhìn thấy Ngân Giao quận chúa cùng chỉ sát cung chủ, bốn phía đều là sương mù trắng xóa. Hắn không dám mở miệng kêu gọi hai người, cũng không dám dùng phương thức nói chuyện chỉ thần dạ du có, bởi vì trong sương mù dày đặc không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện trong sổ tay nhân viên, quá nửa là chỉ không cho phép trao đổi trên bất cứ ý nghĩa nào. Mà không phải nói chuyện ý nghĩa mặt chữ, vậy mới phù hợp cấp bậc của đạo cụ loại quy tắc cấp chúa tể. Trong yên tĩnh, hắn nhìn thấy sương mù dày đặc phía trước xuất hiện nhiễu loạn, một đường nét cao lớn hình thù kỳ quái như ẩn như hiện, tựa như đang tới gần mình, nhưng không có chút thanh âm nào. Theo đường nét tới gần, Trương Nguyên Thanh nhìn càng lúc càng rõ ràng. Đây là một người khổng lồ cao 3 mét, mọc 3 cái đầu, 8 cánh tay. Hắn ở trần thân trên, có cơ bắp cuồn cuộn trong truyện tranh mới có thể xuất hiện, làn da hiện ra màu xám trắng bệch, giống như người cơ bắp tạo hình bằng đá hoa cương. Nhưng kỳ quái là, người khổng lồ này đôi mắt tối đen trống rỗng, nước mắt như máu tươi chảy qua má, trong mắt bị móc sống xuống. Mà cổ, vai, gốc đùi hắn, có miệng vết thương màu đỏ sậm, như là sau khi bị người ta năm ngựa xé xác một lần nữa khâu lại. Viễn cổ chiến thần. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ngay lập tức bật ra ý nghĩ này, ba đầu tám tay là dấu hiệu riêng của viễn cổ chiến thần. Khó trách, hắn lập tức biết nguồn gốc của sương mù dày đặc, cũng rõ nguyên nhân bao tay tật phong giả không thể thổi tan sương mù. Rất khó nói người khổng lồ viễn cổ trước mắt còn sống, cái này thậm chí cũng không phải thi thể của nó, bởi vì nó đi đường không có thanh âm,
Trương Nguyên Thanh hoài nghi là sương mù dày đặc ngưng tụ thành. Ý chí bất khuất hoặc chấp niệm không cam lòng của viễn cổ chiến thần sau khi chết hóa thành sương mù dày đặc. Nhưng hắn lại không cảm ứng được khí tức linh thể. Trương Nguyên Thanh càng thêm không dám sơ ý, hít thở bình tĩnh lại. Cho dù đối phương là oán linh, hắn cũng sẽ không sinh ra một chút ý định nào đi lên chiến đấu. Hắn đã qua cái tuổi hai tay đút túi, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Tiểu phi côn làm sao địch nổi lão Lạp Xưởng viễn cổ. Viễn cổ chiến thần ba đầu tám tay đi từng bước một đến, rất nhanh tới gần Trương Nguyên Thanh. Khi hai bên cách 3 mét, nó tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng lại. Trái tim Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa dừng đập, sau đó lại không thể khống chế nhanh chóng đập lên, huyết áp tăng vọt. Hắn không dám nhúc nhích chút nào. Nếu chưa từng xem sổ tay nhân viên, gặp được sương mù dày đặc, nhìn thấy chấp niệm của viễn cổ chiến thần, phản ứng bình thường khẳng định là chạy trốn, mà một khi hành động thì nhất định bị chấp niệm trong sương mù dày đặc nhằm vào. Chỉ còn đường chết. Sương mù yên tĩnh chảy xuôi, viễn cổ chiến thần đứng lặng bất động, Trương Nguyên Thanh cũng không dám động. Hai bên giằng co vài giây, viễn cổ chiến thần đột nhiên phát ra một tiếng gào giống phẫn nộ, không cam lòng, mang theo vô tận oán hận. Đây tựa như là một câu tiếng địa phương, phát âm cực kỳ cổ quái, trình độ khó giải của nó có thể đọ với tiếng địa phương Giang Nam Bì Cách Thành. Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1727, chuông khỉ có thể ném phân hai. Rốt cuộc, ở sau tiếng gầm nặng nề, viễn cổ chiến thần cất bước chân không phát ra tiếng, lướt qua Trương Nguyên Thanh, tiếp tục tiến lên. Phù, Trương Nguyên Thanh lặng yên thở phào. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi mơ hồ quỷ dị từ vườn hoa truyền đến, Trương Nguyên Thanh. Thanh âm này như là tiếng mèo kêu, ở trong đêm tối yên tĩnh nghe được, vừa khủng bố vừa quỷ dị, làm trong lòng người ta phát lạnh. Trương Nguyên Thanh dựng tóc gáy, dừng lại quá lâu ở vườn hoa tơ hồng vàng, đã kích hoạt nguy cơ của khu vực này. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh, thanh âm đó không ngừng kêu, thấy hắn chưa đáp lại, càng thêm dồn dập bén nhọn. Chỉ chút trình độ này sao, trực tiếp gọi tên của mình, xem ra là thanh âm trong lòng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm, tuy sau khi nghe được kêu gọi, quả thật sinh ra bản năng quay đầu mãnh liệt, nhưng thân là thánh giả, khắc chế bản năng rất nhẹ nhàng. Trương Nguyên Thanh, thanh âm trong vườn hoa dồn dập kêu, truyền vào lỗ tai, ngươi không muốn biết phụ thân rốt cuộc để lại cái gì ở trong linh hồn của ngươi sao? Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn quay đầu, nhưng mạnh mẽ khắc chế. Ngươi không muốn biết chân tướng tổ chức Tiêu Dao diệt vong sao? Ngươi không muốn biết Trương Tử Chân rốt cuộc sống hay chết sao? Ngươi không muốn biết Ma Quân rốt cuộc sống hay chết sao? Nhìn ta, mau nhìn ta. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc, ở trong từng tiếng chất vấn, khát vọng mãnh liệt chiếm cứ bản năng, đánh sập lý trí, đầu hắn từng chút một quay qua. Những thứ này tất cả đều là nghi hoặc trong lòng hắn khát vọng được giải đáp nhất, đặc biệt là Ma Quân chết hay sống, gần như thành ác mộng, lúc nào cũng quấy nhiễu. Cũng chính là ở giờ khắc này, hắn đã hiểu căn nguyên lực lượng của vườn hoa tơ hồng vàng. Tâm ma, tên nghề nghiệp huyễn thuật sư cấp chúa tể, tâm ma, lại xưng là hư vô giả. Thứ trước là danh xưng cổ đại. Kỹ năng trung tâm của tâm ma gọi là tâm ma, là bản cường hóa khống chế cảm xúc. Theo cấp bậc của hắn tăng lên, Phó Thanh Dương lợi dụng quyền hạn của mình, hướng hắn công khai rất nhiều tình báo cấp chúa tể. Tình báo của tâm ma ở ngay trong đó. Ở trong truyền thuyết cổ đại, người tu đạo phải độ thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên, mà lúc độ thiên kiếp liền có một đạo tâm ma kiếp. Thật ra đây là vặn vẹo cùng sai lệch đối với sự tích tâm ma. Mỗi người đều có tâm ma, có chuyện cũ không muốn đối mặt, có một số người có thể kiếm trảm tâm ma, mà có một số người cả đời đều không bước qua được bậc cửa đó. Người không bước qua được bậc cửa, một khi gặp tâm ma, giữ nhiều lành ít. Trương Nguyên Thanh lúc này chính là bị tâm ma thừa sơ hở mà vào, hắn không biết phương thức giết người của tâm ma, nhưng biết chỉ cần quay đầu, khẳng định có thể giết chết hắn là được. Mà theo hắn từng chút một quay đầu, sương mù dày đặc đã bị nhiễu loạn, viễn cổ chiến thần đang dần dần đi xa, đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại, hốc mắt trống rỗng tối đen nhìn qua. Khủng bố hơn nữa dọa người, ót Trương Nguyên Thanh cũng toát ra mồ hôi lạnh, không thể quay đầu, không thể quay đầu. Hắn ở trong lòng liều mạng cảnh báo mình,
nhưng lý trí còn sót lại đã không thể chiến thắng bản năng, hắn vẫn đang từng chút một quay đầu. Ngay tại khoảnh khắc hoa tơ hồng vàng xuất hiện ở khóe mắt tầm nhìn, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc dừng lại. Con ngươi hắn hóa thành màu vàng nung chảy, trong lỗ chân lông của làn da tản mát ra ánh sáng yếu ớt màu vàng. Thời khắc mấu chốt, hắn đã vận chuyển thuần dương tẩy thân lục. Tượng trưng cho lực lượng tinh thuần nhất bá đạo nhất thế gian, đã khắc chế được tâm ma, lý trí một lần nữa trèo lên cao địa. Viễn cổ chiến thần rất lâu chưa đạt được sương mù phản hồi, một lần nữa, cất bước rời khỏi. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh. Tiếng nói thay thế, quỷ dị tiếp tục kêu gọi, dụ hoặc. Thanh âm vẫn có thể dụ hoặc Trương Nguyên Thanh, chỉ là hắn không còn không chút phản kháng nữa. Không bao lâu, sương mù dày đặc bên người tan đi, bầu trời đêm tối đen một lần nữa xuất hiện, đương nhiên còn có cung chủ váy đỏ, ngân giao quận chúa cùng hoa hồng máu. Đi! Trương Nguyên Thanh hô to một tiếng, hai người hai thi nhanh chóng thông qua vườn hoa tơ hồng vàng, dừng lại ở đầu một chỗ lối rẽ. Trương Nguyên Thanh lòng còn sợ hãi nói, thiếu chút nữa chết rồi, thiếu chút nữa chết rồi. Lúc này, hắn mới phát hiện ngân giao quận chúa và chỉ sát cung chủ đang quan sát bùn đất trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh bất ngờ, tình hình vừa rồi giống như chỉ là một hồi thể nghiệm giải trí. Các người, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, có phải quá bình tĩnh rồi hay không? Ngân giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ nhắm vào hắn, viễn cổ chiến thần kia rất cường đại, nhưng chỉ cần không động đậy là được. Về phần hoa tơ hồng vàng kêu gọi, đó chỉ là tâm ma nho nhỏ đang quấy phá. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1728, chuồng khỉ có thể ném phân ba. Nho nhỏ, cô một tiểu âm thi vừa lên tới cấp 6, lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng lão mõ là đồ đệ của cô đó. Cậu lại gọi sư tôn lão mõ rồi, tôi phải ghi một nét ở trong nhật ký. Tôi học được viết nhật ký rồi. Ngân giao quận chúa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ghé cái loa nhỏ đến trước mặt hắn, cậu quên gương quỷ là ai chế tác. Tôi ngày xưa bỏ qua vinh hoa phú quý cùng thân phận, du lịch giang hồ, sớm đã ý niệm thông đạt, chặt đứt chấp niệm. Ý niệm thông đạt cái rắm. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, tôi nhìn thân thể của cô. Một lần cô liền tức giận muốn chết, lần trước tôi ở địa cung học viện Tần Phong bóp véo cô còn cho tôi một cái gõ đau đấy. Hắn tiếp theo nhìn về phía chỉ sát cung chủ, vị này đã gặp họa diệt môn, theo lý thuyết nên tâm ma quấn thân. Chỉ sát cung chủ cười khẽ nói, chị có thể thôi miên mình quên thù hận. Chỉ mình gà mờ nhất, Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thành phố Nhục Tống, cao ốc Bạch Ngân. Trong bóng đêm, một đạo hào quang xanh lục nhanh chóng lướt đến, đáp xuống sân thượng của cao ốc, hóa thành một con chó teddy nhỏ nhắn xinh xắn. Cầu trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn quanh sân thượng, cuối cùng dừng ở trên tờ giấy bị tảng đá đè. Một góc tờ giấy bay lên ở trong gió. Cầu trưởng lão khẽ nâng móng vuốt, hòn đá tự động lăn ra, tờ giấy tự bay lên, đưa đến trước mặt hắn. Chăm chú nhìn lại, trên giấy viết, tôi bị người ta theo dõi, mời đến Bách Thảo Viên đến phòng sách tam vị gặp chút. Trúng kế rồi. Trong lòng cầu trưởng lão rùng mình, lập tức ý thức được mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng một giây sau, thể chữ trên giấy hấp dẫn hắn chú ý. Hắn giống như xem kỹ mấy lần, ở trong trí nhớ xa xưa mơ hồ tìm được mẫu để đối chiếu, lẩm bẩm là chữ viết của Tử Chân. Trầm ngâm một lát, cầu trưởng lão hóa thành một đạo hào quang xanh lục chạy đi, hướng tới chỗ ở cũ của bình xịt lớn nổi tiếng lịch sử bay đi. Trương Nguyên Thanh nản lòng lướt qua tình huống vừa rồi, ánh mắt dọc theo bùn rơi thưa thớt, nhìn về phía con đường bên trái. Con đường này đi thông chuồng khỉ. Chỉ sát cung chủ vui vẻ nói, xem ra vòng cổ may mắn của cậu vẫn hữu dụng. Chính là đàn khỉ nọ trên mạng nói, sẽ ị ngay tại chỗ sau đó ném về phía du khách. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đồng thời quy tắc của sổ tay nhân viên lại một lần nữa hiện lên. 10. Khỉ trong vườn, không biết nói chuyện. Quy tắc này càng như là nhắc nhở, tựa như biển cảnh báo dựng ở bên đập chứa nước, viết, cấm bơi lội, cấm câu cá. Cấm bơi lội là sợ chết đuối. Cấm câu cá càng đơn giản dễ hiểu hơn. Nhưng con khỉ này không biết nói chuyện tính là có ý tứ gì, nếu nói chuyện thì sao, sẽ xảy ra cái gì? Hai người một thi mang theo nghi hoặc, lựa chọn tuyến đường bên trái tiếp tục tiến lên. Chạy tốc độ cao 2 phút, phía trước xuất hiện một cái vườn dùng hàng rào lưới sắt vây lại,
trong vườn có ao, núi giả, thực vật xanh, ở trong đêm đen yên tĩnh không tiếng động, nửa cái bóng khỉ cũng không nhìn thấy. Không có khỉ, đi mau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng, thúc giục các đồng bạn đẩy nhanh bước chân. Bọn họ chạy như điên ở trên đường xi măng không tính là rộng rãi, rất nhanh vòng qua nửa chuồng khỉ. Đột nhiên, trong bóng đêm phía trước đi ra một vị nhân viên đồng phục áo lam, đội mũ lưỡi chai, vành nón thật dài che mất mắt cùng nửa khuôn mặt. Hắn bước đi trong bóng đêm, giống như vong linh đêm khuya. Hắn không có thẻ làm việc, chỉ sát cung chủ dẫn đầu chợt dừng bước, hạ giọng, không có thẻ làm việc. Trương Nguyên Thanh nháy mắt nhớ lại điều thứ 11 của sổ tay nhân viên, nếu thẻ làm việc của hắn không còn, xin lập tức chạy. Mau, nấp đi. Chỉ sát cung chủ nhanh chóng nhìn quanh, dẫn đầu chui vào trong lùm cây ven đường. Sau một chuỗi sổ soạt, hai người hai thi nấp xong, xuyên thấu qua khe hở bụi cây, xem xét động tĩnh bên ngoài. Tên nhân viên công tác đồng phục màu lam kia tựa như chưa chú ý tới bọn họ, hoặc là không nhìn bọn họ, vẫn duy trì bước chân máy móc, cứng ngắc, đi từng bước đến. Từ bên cạnh lùm cây tiểu đội trốn đi qua, tiếp tục đi về phía bóng tối nơi xa. Ở lúc hắn đi qua mọi người, Trương Nguyên Thanh tập trung tinh thần nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, nhân viên công tác đồng phục màu lam này, phía sau lưng nhuộm màu đen xì loang lổ. Đồng phục màu lam đang hướng đồng phục màu đen chuyển hóa. Hiện tượng này khiến hắn chấn động, áo đen là áo lam chuyển hóa mà thành. Cậu xem tư thái của hắn, tựa như đang mộng du. Chỉ sát cung chủ cũng quan sát được hiện tượng này, thấp giọng nói, cho nên Vương Minh Minh cũng là như thế, cũng không biết mình xảy ra vấn đề, biến thành nhân viên đồng phục màu đen. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1729, Lai lịch vườn bách thú 1. 000, nhân viên đồng phục màu đen không quỷ dị như vậy, chúng ta ở ngoại vi từng nhìn thấy, Vương Minh Minh hẳn là đã biến thành quái vật khác. Trương Nguyên Thanh liên tục lắc đầu. Chỉ sát cung chủ nghiêng đầu nhìn qua, đó là ở ngoại vi, quy tắc bên ngoài chỉ 2-3 điều, thoải mái đơn giản, nhân viên bên ngoài có thể giống với khu vực trung tâm sao? Vương Minh Minh kia bởi nguyên nhân nào đó chưa bị đuổi ra khỏi khu vực trung tâm, hậu quả là bạo sát đồng phục màu lam được không? Ngân Giao quận chúa cũng tích cực phát biểu ý kiến, may mà chúng ta trốn kịp thời, bằng không chúng ta cũng sẽ bị bạo sát, hoặc là bị hắn liên lụy, đưa tới đồng phục màu lam khác cùng sư tử trắng. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, gật gật đầu, cùng đưa ra một cái nghi hoặc khác, nhưng rất kỳ quái nha, đồng phục lam vì sao sẽ chuyển biến thành đồng phục đen? Logic tầng dưới chót là cái gì? Trò chơi của khí linh? Sở thích ác ý của khí linh? Hắn từng tiếp xúc vài món đạo cụ loại quy tắc thật ra chính là một loại xưng hô khác của năng lực. Ví dụ như đuổi giết vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ví dụ như nghe xong tiếng khóc liền mang thai, ví dụ như ngăn cản một lần công kích bất cứ hình thức nào. Những năng lực này được giao cho tính cưỡng chế, liền thành quy tắc. Quy tắc của vườn bách thú khiến hắn cảm giác rất khó hiểu, nếu nói sương mù dày đặc cùng vườn hoa tơ hồng vàng còn có thể lý giải. Vậy hiện tượng thu nạp vong linh chết ở trong vườn làm nhân viên, sau đó lại để nhân viên tuần tra, yêu nhau giết nhau, hắn không thể lý giải. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hành động không thể trì hoãn, Trương Nguyên Thanh nhảy ra khỏi bụi cây, đang muốn cùng đồng bạn tiếp tục chạy đi, bỗng nhiên linh cảm xúc động, cảm giác mình bị nhìn chăm chú. Hắn theo cảm giác, nghiêng đầu nhìn về phía chuồng khỉ. Trên núi giả bên cạnh ao, không biết từ khi nào, có một con khỉ ngồi xổm. Trước khi trốn vào bụi cây, nơi đó rõ ràng không có khỉ. Đây là một con khỉ hình thể đặc biệt khổng lồ, ngồi xổm độ cao đã vượt qua 1m5, mõm thiên lôi. Xương lông mày hơi nhô lên, bộ lông nâu đen, một đôi mắt trong bóng đêm lóe sáng lấp lánh, ngầm giấu màu máu. Đừng nhìn, chạy nhanh đi, cung chủ nói. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, không nhìn con khỉ ở núi giả, sải bước đi nhanh. Con khỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, miệng nói tiếng người, cầu trưởng lão, vườn bách thú này về sau liền giao cho anh. Nó không thể thu vào ô vật phẩm, không thể mang vào linh cảnh, với tôi mà nói, nó là gánh nặng. À, mày đừng nổi nóng, tao vừa rồi nói sai, mày là đáng yêu nhất. Cầu trưởng lão, vườn bách thú không thể không có quản lý viên, bằng không mấy thứ kia trấn áp ở bên trong sẽ ra ngoài, anh là trưởng lão quan phương, thủ hộ là nghĩa vụ của anh.
Con ngươi Trương Nguyên Thanh chợt co rút lại, rốt cuộc không bước chân nổi nữa. Bóng đêm thê lương, ánh trăng che phủ một nửa ở trong mây mù, chỉ lộ ra một cái đường nét mơ hồ. Chuồng khỉ tối đen yên tĩnh, treo mấy cái đèn đường như đèn bắt muỗi, phạm vi chiếu sáng không vượt qua 2 mét, chẳng những chưa mang đến ánh sáng, ngược lại tăng thêm vài phần quỷ dị âm trầm. Nghe được con khỉ mở miệng, Trương Nguyên Thanh cũng không bước chân được nữa. Chỉ sát công chủ cùng Ngân Giao quận chúa phía trước cũng dừng lại, nhìn nhìn Trương Nguyên Thanh, lại nhìn nhìn con khỉ. Lúc này, con khỉ to lớn trên núi giả mở miệng lần nữa, không thể thu vào ô vật phẩm thì không thể nhận chủ. Đây là đạo cụ loại quy tắc anh chế tạo, ở cổ đại chính là bản mạng pháp khí. Nguyên chủ không chết, bản mạng pháp khí là sẽ không nhận người khác làm chủ. Trương Thiên Sư, anh đây là khó xử tôi mà. Con khỉ to lớn tạm dừng vài giây, lại nói, tôi đã nói với nó, có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ rời khỏi một đoạn thời gian. Có thể vài ngày, có thể mấy tháng, cũng có thể vài năm, trong lúc đó sẽ do anh tới làm quản lý viên, nó đáp ứng rồi. Cầu trưởng lão, anh nếu là không muốn nhận trách nhiệm này, tôi có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng anh biết trong vườn bách thú trấn áp cái gì, giao cho người không đáng tin, tôi không yên tâm, anh cũng sẽ không yên tâm nhỉ. Đây là một đối thoại xảy ra ở 20 năm trước, thậm chí lâu hơn nữa, bị khỉ trong chuồng ghi lại. Mà hai bên đối thoại là Trương Thiên Sư cùng cầu trưởng lão. Con khỉ theo thường lệ tạm dừng vài giây, tiếp tục nói, bốn người các anh lúc trước không nên xông vào di tích đó, xông vào di tích, thả ra những thứ đáng sợ kia. Đã không thể đưa bọn họ vào linh cảnh, lại khó có thể hoàn toàn hủy diệt, bây giờ tạo ra đạo cụ này thu dụng chúng nó, biến thành xấu hổ như vậy. Nơi đó cất giấu bí mật của linh cảnh, không thể không đi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1730, Lai lịch vườn bách thú 2. Đối thoại đến đây liền kết thúc, bởi vì con khỉ bự khạch khạch hú lên quái dị, nhảy xuống khỏi núi giả, dựng thẳng cái đuôi, mau lẹ chạy vào chỗ sâu trong chuồng khỉ. Mà Trương Nguyên Thanh vẫn đắm chìm ở trong nội dung đối thoại, đứng ở bên bụi cây cạnh hàng rào, mí mắt cụp xuống trầm ngâm. Lượng tin tức quá lớn, hắn phải nghĩ kỹ một phen. Làm sao vậy? Tiếng của chỉ sát cung chủ chen ngang hắn, cậu rốt cuộc phát ngốc cái gì? Tỷ tỷ, lời con khỉ này vừa rồi nói, chị thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa như mới phản ứng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm chỉ sát cung chủ, vừa rồi con khỉ nói chuyện, chị chưa nghe thấy. Lần này, sắc mặt chỉ sát cung chủ cũng thay đổi rồi. Ngân Giao quận chúa cũng muốn biến sắc, nhưng cô là âm thi, không làm ra biểu cảm được. Chúng tôi chỉ nghe thấy con khỉ đó kêu khạch khạch. Ngân Giao quận chúa nâng cái loa nhỏ lên, nói đến phía sau, thanh âm yếu đi, cô thật cẩn thận đánh giá Trương Nguyên Thanh, cậu không sao chứ? Chỉ có một mình có thể nghe thấy khỉ nói chuyện. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kinh ngạc, khi nghe được con khỉ nói tiếng người, trong lòng hắn tuy có dự cảm bất hảo, nhưng con khỉ đã mở miệng nói chuyện, trở thành sự thực không thể sửa đổi. Vì thế liền ôm tâm lý đi một bước xem một bước, tiếp tục nghe. Nhưng chỉ có một mình hắn nghe được con khỉ mở miệng nói chuyện, tính chất liền khác. Vì sao chỉ hắn có thể nghe được? Chỉ sát cung chủ sau khi nhìn kỹ một phen, chưa phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái gì khác thường, liền hỏi, cậu nghe được cái gì? Có lẽ trong nội dung con khỉ nói sẽ có nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh liền mang đối thoại con khỉ phát ra, từ đầu tới cuối nói cho hai người. Ngân Giao quận chúa là người ngoài cuộc, đã không biết Trương Thiên Sư, cũng không thân quen cầu trưởng lão, coi như câu chuyện lạ mà nghe. Trong giọng nói của chỉ sát cung chủ lộ ra chấn kinh, vườn động này là cha cậu tạo ra, không phải là đến từ linh cảnh. Khó trách, hai mươi mấy năm qua, cầu trưởng lão cũng chưa hoàn toàn nắm giữ đạo cụ này, bởi vì nó tâm tâm niệm niệm chủ nhân đời đầu tiên của mình. Dưới sự kinh ngạc, thiếu chút nữa thốt ra vườn bách thú cùng Trương Thiên Sư, vậy thì xúc phạm cấm kỵ của vườn bách thú. Nó tâm tâm niệm niệm cha mình, đã đợi hơn 20 năm, lại không biết ông ấy vĩnh viễn cũng không thể trở về. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hiểu được vườn bách thú vì sao u oán như thế. Thần Dạ Du không có kỹ năng chế tạo đạo cụ, kẻ chủ đạo hẳn là không phải cha tôi, nhưng ông ấy khẳng định tham dự sáng tạo vườn bách thú. Những thứ này đều không quan trọng,
thật sự khiến tôi để ý là quỷ dị vườn trấn áp cùng di tích tổ bốn người thăm dò. Hắn không dám nhắc tới tổ chức Tiêu Dao, sợ đưa tới biến hóa không tốt. Chẳng qua, từ tình huống trước mắt phân tích, khí linh của vườn bách thú tựa như sẽ không chủ động ra tay, vị khí linh này hẳn là cũng muốn tuần hoàn quy tắc của mình. Kết hợp lần trước khí linh nhận lầm hắn là Trương Tử Chân, vừa u oán lên án, vừa trơ mắt nhìn hắn rời đi đến xem, bản thân khí linh tựa như không có thủ đoạn công kích. Toàn bộ năng lực của nó đều giấu ở trong những điều quy tắc. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm nói, bọn họ ở trong quá trình truy tìm bí mật linh cảnh, đã tìm được di tích nào đó tồn tại ở trong hiện thực. Kết quả vô ý thả ra tà vật phong ấn ở bên trong, vì ngăn cản quái vật làm hại hiện thực, cho nên tạo ra vườn này dùng để thu dụng quỷ dị. Nhân viên tuần tra, mục đích là phòng ngừa quỷ dị thoát khỏi vườn. Nhưng bọn họ cũng sẽ bị quỷ dị ảnh hưởng, từ đồng phục lam biến thành đồng phục đen. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nghi hoặc không lâu trước đó của hắn đã được giải thích, nhân viên công tác yêu nhau giết nhau không phải sở thích ác ý của khí linh, mà là kết quả của đạo cụ loại quy tắc này cùng tà vật bên trong vườn đối kháng. Viễn cổ chiến thần trong đám sương mù dày đặc kia hẳn là một trong những tà vật. Lúc này, Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ, nói trong mỗi một chuồng đều giam giữ tà vật. Tà vật cùng tâm ma trong vườn hoa tơ hồng vàng có liên quan, sương mù dày đặc cùng viễn cổ chiến thần có liên quan. Vậy, cô nhìn về phía chuồng khỉ, nơi này có liên quan với tà vật nào? Trương Nguyên Thanh đang muốn làm ra suy đoán, bỗng nhiên cảm giác cả người phát ngứa, nâng tay gãi gãi cổ, vậy mà lại gãi xuống một đám lông tơ nâu đen. Trong lòng hắn nhất thời nổi lên dự cảm điềm xấu, sau đó liền nghe thấy tiếng kinh hô của chỉ sát cung chủ, Nguyên Nguyên Thủy, cậu biến thành khỉ rồi. Ngân Giao quận chúa cũng nhìn mà choáng váng, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 173 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.